Anh Nhân xin kính chào quý khách. Hiện tại bây giờ đang là buổi sáng những ngày đầu tháng 12 năm 2022. Anh Nhân xin trân trọng giới thiệu hai mẫu bàn thờ thần tài được làm bằng chất liệu gỗ hương đỏ của Lào. Có nhé, chất liệu gỗ hương đỏ Lào, một chất liệu gỗ quý hiếm bậc nhất bây giờ trong các loại gỗ hương. Hai mẫu bàn thờ thần tài này, Anh Nhân đã hoàn thiện xong phần PU bóng mờ để chuẩn bị bàn giao cho hai khách hàng khác nhau ở thành phố Hải Phòng. Chiếc to có kích thước là chiều ngang là 81 phân và chiều sâu là 1 mét và chiều cao từ mặt đất đến ngọn là 1 mét rưỡi, gần 1 mét rưỡi. Và chiếc bàn thờ nhỏ bên cạnh là có kích thước là ngang 69 và sâu là 81 và cao từ mặt đất đến ngọn là khoảng 1 mét 3. Hai sản phẩm đã được Thánh Luân hoàn thiện xong và chuẩn bị bàn giao cho khách tại Hải Phòng. Những cái mẫu bàn thờ thần tài này, tất cả những đường nét hoa văn đục chạm đều được đục hoàn toàn thủ công bằng tay, cột rồng nguyên khối và hai cái đầu rồng mà Thánh Luân chắp nổi lên cho nó đẹp và kênh bong cột rất là to. Tất cả hai chiếc này là Thánh Luân làm đều làm mái ngói ống hàng cao cấp, hàng cao cấp mới làm ngói ống như này. Các bác xem hàng hết sức là lưu ý và được làm một chất liệu này gỗ là hương đỏ của nào nữa, quá là giá trị. Cái chất gỗ nó là một trong những nhóm gỗ 1A quý hiếm bậc nhất bây giờ. Đây, tất cả mái là Thánh Luân làm bằng ngói ống, soi ngói ống theo lối cổ rất là đẹp, dễ lau chùi, rất là sạch sẽ. Và mái là Thánh Luân đục là tứ diện, tức là đục bốn mặt như nhau, không phân biệt mặt trái, mặt phải, mặt trước, mặt sau. Đây, đục tứ diện, cả hai chiếc đều đục tứ diện, rất là đẹp. Và tất cả là ván mặt và ván hậu là liền hết. Ván hậu, một miếng ván liền hết, cả cái to đến cái nhỏ ván hậu liền. Cái phần mặt này cũng vậy, mặt này cũng là mặt liền luôn. Đấy, bình thường những cái hàng to như này thì hương đá là phi người ta còn làm chắc rồi, nhưng với Thanh Luân thì tất cả đều là liền hết. Và cột này rất là to, cột to 14 phân cũng là cột liền khối, rất là hoành tráng. Bàn thờ này dành riêng cho những gia đình nhà bác nào phòng khách để thật là rộng thì để chiếc bàn thờ này rất là hoành tráng, uy nghi. Hoặc là những công ty, công xưởng hoặc là khách sạn, nhà hàng to để những bàn thờ to thì rất là hoành tráng. Ngang 81 coi nhé, ngang 81 là tính từ mặt sử dụng, phủ bì nó khoảng 89 phân. Và cái bên cạnh là ngang 69 thì phủ bì nó khoảng hơn 70 phân, khoảng 75 phân, rất là rộng. Hai mẫu này là cùng một mẫu đục tay 100%, cột rồng, mái chùa đục tứ diện như nhau. Với hai cái sản phẩm đỉnh cao nhất trong phân khúc bàn thờ thần tài và gỗ là gỗ quý hiếm bậc nhất bây giờ thuộc nhóm 1A, hương đỏ của Lào, rất là quý hiếm. Gỗ hương này là hương thơm, nhá, hương thơm, hương đỏ Lào, rất là giá trị. Chiếc bàn thờ thần tài loại to là 81 x 1 mét, trị giá là 35 triệu một chiếc, và chiếc nhỏ trị giá là 25 triệu một chiếc. Thì các bác để có thể cân đối tài chính và mua hàng. Ngoài gỗ hương đỏ Lào ra thì bên em còn làm bằng chất liệu gỗ hương đá của Nam Phi. Nếu như làm bằng gỗ hương đá Nam Phi thì cái nhỏ này trị giá là 16 triệu và cái to là trị giá là 20 triệu. Nếu như các bác làm bằng hương Nam Phi thì rẻ hơn rất là nhiều. Cái đây là em làm bằng chất liệu gỗ hương đỏ Lào, nó quá là giá trị luôn. Đấy. Đây là mẫu mái chùa cột rồng, thế luôn còn nào mẫu đơn giản nữa, mẫu đơn giản được máy thì giá thành còn hạ hơn. Tất cả đều làm một chất liệu gỗ hương đỏ Lào vô cùng quý hiếm bậc nhất bây giờ. Mái ngói đục tứ diện, ngói ống là chợ là không có cái này, riêng thế luôn làm những cái sản phẩm lên đục tứ diện rất là đẹp, vân vèo như vẽ luôn. Chọn gỗ hương đỏ Lào còn chọn vân nữa, quá giá trị. Mặt mặt liền, mặt hậu cũng là liền và mặt đáy cũng là liền. Đấy. Nếu như mặt ghép thì còn rẻ hơn nữa. Mọi thông tin chi tiết, quý khách có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ ngay với Thánh Luân theo hai số máy 0972 770 888 và 0967 110389. Đồ gỗ Thánh Luân tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 Phú Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những đoạn video clip tiếp theo. Các bác có thể ấn nút đăng ký kênh trên kênh YouTube hoặc là kênh fanpage Facebook Đồ gỗ Thánh Luân để theo dõi những cái sản phẩm mới nhất mà bên Thánh Luân up lên hàng ngày. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác.